Bà thấy đường, bà con thấy cái đường xá ở bên Âu Châu á, người ta làm nó có một cái nét đặc biệt ha. Ở chỗ nào người ta cũng chạy cái lớp đá như thế này, có nhiều chỗ thì nó chạy cái đá nó lớn hơn, rồi đi nó cũng phê lắm. Nhưng mà con ơi, nó không có được bằng phẳng hẳn á, tại là nhiều khi cũng đi theo đoàn nó cũng mệt lắm. Rồi nhưng mà nó có một cái hay cái là khi mà trời mưa xuống á thì mấy cái đám này nó có thể nó ngấm nước. Không ngấm nước đâu, nếu mà ngấm nước được thì nó sẽ có thể cái tại con ngấm nước được không? Không ngấm, ngấm nước hả? Nó chưa xi măng hết hả? Cái đúng rồi, cái nó được cái tay nó có cái độ bóng rồi đó. Nó có đội bóng cũng. Nhưng mà bên Âu Châu rồi Trung Đông người ta cũng làm theo cái đá này cũng khá nhiều. Rồi ở dưới này thì người ta chạy nhựa đường á. Rồi kế bên nhựa đường thì có cái loại xe chem. Mà xe chem này thì nó chạy bằng điện á. Cái dây điện ở trên nè, nó sẽ đụng vô cái điện ở trên để nó chạy. Nhưng mà cái ngày hôm nay đại hội cho nên xe cho em phải ngưng, tại vì nó chạy mấy cái đoạn đường này nó bị cấm. Đó, đường xá như vậy đó bà con, đường xá như vậy đó. Nhà cửa đây nó họ làm có cái nét tương tự giống nhau bà con, nhưng mà cái màu sắc á, thì nó khác nhau chút xíu thôi. Này cái lan can thì nó hầu hết nhà nào cũng có nè, rồi lên tầng bao nhiêu nó giống nhau hết. Thì cái chắc có lẽ là cái cùng một người vẽ kiểu, cùng một cái vẽ kiểu cho nên cái đoạn này họ sẽ giống nhau. Đó, từ đoạn kia bắt đầu nó khác nhau chút xíu rồi ha. Chỗ này người ta đang sửa chữa bà con, đang sửa chữa cho nên người ta quay lại để cho vấn đề an toàn cho những người khách vào hành. Người ta đang sửa chữa nè. Bây giờ bắt đầu tới một cái nhà thờ đây, nhưng mà thì toàn những con chim ngoan đạo, không ai nhìn thấy nhà thờ nước điếc qua thôi, không dám vô. con chim ngoan đạo. Ông cái này chỗ người ta sửa đường, chỗ người ta sửa đường thì mình thấy coi như người ta cũng văn minh giống như mọi nơi trên thế giới đó. Khi nào sửa đường người ta phải làm quay lại để mọi người an toàn cho mọi người bộ hành cũng như những người làm ở bên trong đó. Này ở đây có một số shop mà đóng cửa này. Hôm nay ngày thứ sáu mà đã đóng cửa rồi. Sao đóng cửa chi sớm trời? Cái này không biết thiệt hay giả, không biết nữa. Có thịt á, gì thịt á? Thịt. Không giả, giả. 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 Ồ. Đúng đúng rồi. Đứng đây chụp. Đúng rồi, đứng đây chụp. Ở mà tiếp tiếp đây. Chụp lấy cái đây này. Hả? Để đâu được rồi. Tiếp xong tiếp. Đó. Chụp tán là hết rồi, em quên hết. Chụp tán là hết. Cái này mình chụp nhanh lắm, cái bấm túi xua hết á.